Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng quay trở lại với cuộc hành trình của chúng ta. Cuộc hành trình xuyên không gian và thời gian, đi đến điểm tận cùng của vũ trụ, khám phá những ranh giới chưa từng biết đến, những vật thể kỳ lạ chưa từng được chứng kiến, và những điều bất ngờ sẽ lấp đầy tâm trí của bạn. Trong video trước, chúng ta đã trải qua cuộc hành trình đầy màu sắc và đang dừng lại khi đối mặt với một kẻ hủy diệt đen tối. Có nhiều người đã nhận ra cuộc hành trình này khá là quen thuộc. Tuy nhiên, niềm vui thực sự là sự trải nghiệm trên quãng đường di chuyển, chứ không hẳn là đích đến của bạn như thế nào. Điều này cũng giống như mọi người sống theo một đức tin nào đó. Chúng ta luôn cố gắng sống tốt đẹp hơn để sau này chết sẽ được lên thiên đàng. Nhưng nếu thiên đàng là đích đến cuối cùng của chúng ta, vậy tại sao không ai muốn chết cả? Vậy đó, cách các bạn sống luôn quan trọng hơn mục đích sống của bạn. Rất tuyệt vời khi lại được đồng hành cùng mọi người tiếp tục trong chuyến du hành vũ trụ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Tạm biệt kẻ hủy diệt có khuôn mặt đen tối và hành trình của chúng ta lại tiếp tục. Xem kìa, một ngôi sao khổng lồ trắng rực rỡ. Nhìn nó có vẻ chênh vênh. Chúng ta thật may mắn khi được chứng kiến cảnh tượng này. Trong dải ngân hà của chúng ta, ước tính có tới 200 tỷ ngôi sao. Nhưng sự kiện như thế này chỉ xảy ra 1 đến 2 vụ trong vòng 100 năm. Một supernova. Ngôi sao siêu nặng đang đắm mình trong vụ nổ tia gamma siêu năng lượng. Tất nhiên là sóng âm thanh sẽ không thể truyền qua không gian trống. Nhưng sự mô phỏng này sẽ làm cho sự kiện đó trở nên đáng nhớ hơn rất nhiều. Tiếp tục di chuyển. Đây đã là ngoài rìa của dải ngân hà. Thiên hà Milky Way hay sông Ngân Hà. Một tập hợp sao đông đúc và dày đặc. Toàn bộ đĩa thiên hà trải rộng ra một vùng không gian lên tới 120.000 năm ánh sáng. Ở đây, bạn sẽ không thể nào nhìn thấy mặt trời, thậm chí không cả một dấu hiệu. Chúng ta thực sự quá nhỏ bé. Nếu như trong biển sao dày đặc này có một vài hệ thống nào đó tồn tại những nền văn minh, thì chúng ta cũng không thể nào biết được điều đó. Một sự lãng quên bao trùm khắp vũ trụ, vì chúng ta quá nhỏ bé và vận tốc ánh sáng thì quá chậm chạp. Ở một khoảng cách không quá xa, gần 160.000 năm ánh sáng, người láng giềng gần nhất với chúng ta, đám mây Magellan lớn, chứa khoảng 30 tỷ ngôi sao. Magellan lớn và nhỏ, hai tập hợp sao được xếp loại là thiên hà lùn. Không lâu nữa, chúng sẽ được sát nhập với dải ngân hà của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang ở vùng không gian liên thiên hà, một sự trống rỗng cực độ. Nghe nói, nơi đây chỉ tồn tại vật chất tối và năng lượng tối, thứ mà các nhà khoa học mới chỉ suy luận, chứ chưa từng bắt gặp. Chúng ta đang đi xa hơn nữa. Giờ đây, khoảng cách đã là cả triệu năm ánh sáng. Thiên hà Andromeda, một đĩa sao xoắn ốc tương đương Milky Way, cách nhà chúng ta hơn 2,5 triệu năm. Andromeda là một tập hợp sao khổng lồ, ước tính có thể gấp từ 4 đến 5 lần dải ngân hà. Ở nơi đây, sự sống có thể là điều không quá hiếm gặp, nhưng làm sao chúng ta có thể phát hiện ra điều đó? Tất nhiên rồi, điều này là gần như không thể. Hiện tại, Andromeda đang tiến về phía dải ngân hà với vận tốc khoảng 110 km mỗi giây. Vũ trụ đang giãn nở, nhưng ở những khoảng cách cực gần, lực hấp dẫn vẫn thể hiện sức mạnh của nó. Dải ngân hà của chúng ta và thiên hà Andromeda đang là tâm điểm của một tập hợp thiên hà gồm 54 thiên hà lớn nhỏ, trong đó có cả những thiên hà lùn, rộng trên 10 triệu năm ánh sáng. Đây được gọi là nhóm địa phương. Tâm hấp dẫn của nhóm này nằm trong khoảng giữa thiên hà chúng ta và thiên hà Andromeda. Nhóm địa phương lại là một phần nhỏ của siêu cụm Virgo hay siêu đám địa phương. Trong siêu đám này có chứa đến hơn 100 quần tụ thiên hà, trải rộng trên đường kính hơn 110 triệu năm ánh sáng. Nếu như ai đó tin vào đấng tạo hóa và cho rằng Ngài đã sinh ra trái đất và cả con người, thì tại sao trái đất của chúng ta lại nhỏ như vậy? Hàng nghìn tỷ các thiên hà khác trong vũ trụ được Ngài tạo ra nhằm mục đích gì, trong khi con người chẳng thể nào với tới? Đó chẳng phải là một sự thừa thãi và lãng phí hay sao? Tạm biệt thành phố nhỏ của chúng ta, hàng tỷ tỷ dặm không gian đang chờ đón phía trước, hơn 1 tỷ năm ánh sáng cách xa nhà.
Ở đây, nếu không có những công nghệ hỗ trợ quan sát, giải ngân hà của chúng ta thậm chí không còn tồn tại, không cả một chấm nhỏ. Một tập hợp sao đồ sộ chưa từng thấy, IC1101. Thiên hà hình elip này chứa phần lớn là các ngôi sao già cỗi, giàu kim loại. Ước tính có ít nhất 100.000 tỷ ngôi sao đang tập hợp tại đây. Nó tạo thành một trong những vùng đông đúc nhất vũ trụ. Chính giữa thiên hà này là một hố đen siêu nặng, xấp xỉ 40 tỷ khối lượng mặt trời. Nó đang giữ vị trí top 3 hố đen lớn nhất vũ trụ. Có ai dám khẳng định trong 100.000 tỷ ngôi sao kia không có lấy một hành tinh giống trái đất của chúng ta? Hãy đi nhanh hơn nữa. Vũ trụ còn rất rộng, thời gian không chờ đợi ai cả. 10 tỷ năm ánh sáng cách xa nhà. Ở đây, mặt trời và trái đất thực sự không tồn tại. Mặt trời thậm chí chưa được khai sinh. Giải ngân hà vẫn đang rất non trẻ. Một vùng không gian thực sự trống rỗng. Vang vọng đâu đây là tiếng gọi của sự hủy diệt. Một trong những điều kinh khủng nhất vũ trụ. Một kẻ bất khả chiến bại, không có đối thủ về cả sức mạnh và kích cỡ. Chuẩn tinh TON-618, minh chứng rõ ràng nhất cho sự vĩ đại của lực hấp dẫn. Nó là vật thể nguyên khối lớn nhất vũ trụ mà chúng ta biết đến, với đường kính hơn 1.300 AU, gấp 32 lần quỹ đạo của hành tinh lùn Diêm Vương. Chúng ta đang đối mặt với thứ gì vậy? Thứ gì đã suy sụp thành hố đen lớn như vậy? Hay nó đã nuốt trọn bao nhiêu thiên hà để có được kích thước như này? Siêu lực hấp dẫn của nó dường như đang làm đảo lộn cả một vùng vũ trụ. Một ngôi sao phải lớn đến như thế nào để có thể tạo ra thứ này? Quasar Star, ngôi sao hố đen, có lẽ cũng không đủ khả năng. Tuy nhiên, chúng ta cần rời khỏi đây. Không thể để thứ này thôi miên tâm trí. Nó quá lớn, quá mạnh để chúng ta tưởng tượng. Năm ánh sáng. Vũ trụ chưa kết thúc. Mạng vũ trụ đang trải dài, nối tiếp nhau như những dòng chảy năng lượng. Chúng ta không nhìn thấy điểm cuối. Vùng quan sát khả kiến đang bị gián đoạn vì thiếu đi các phô tông dẫn đường. Bất kỳ ai khi chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy thắc mắc. Tại sao một hệ thống vĩ đại như thế này lại được cấu tạo từ các hạt quark vô cùng nhỏ bé? Đấng tạo hóa liệu có còn quan trọng hay không, khi các ngôi sao và các hành tinh nhiều đến mức chúng ta không thể nào đếm nổi? Toàn bộ vũ trụ giờ đây giống như một bộ máy đang hoạt động, dựa trên một nguyên lý nào đó mà chúng ta chưa hiểu hết. Thử nghĩ mà xem, khối óc của con người cũng là một bộ máy tinh vi, phức tạp. Nó cho phép chúng ta suy nghĩ và tư duy một cách tự do. Vậy, tại sao suy nghĩ của chúng ta lại đạt được sự tự do, trong khi mọi thứ lớn nhỏ trong vũ trụ đều phải tuân theo những quy luật hay các định luật vật lý nhất quán? Não bộ của chúng ta chỉ có một nhược điểm duy nhất, đó là không thể suy nghĩ được tương lai. Có một lập luận được giải thích cho việc này, đó là sự vận hành của thời gian. Thời gian trôi đến đâu, các sự kiện, hiện tượng được sắp xếp theo tuần tự tới đó. Những việc đó không thể đảo lộn và chúng ta gọi đó là lịch sử. Sau khi mọi thứ được thời gian sâu chuỗi thành trật tự, bộ não của chúng ta sẽ ghi nhớ một cách liền mạch. Tương lai thì lại khác. Tương lai là một mớ hỗn độn, biến thiên vô định hình, với vô cùng các biến cố có thể xảy ra. Cộng thêm suy nghĩ tự do của não bộ lại càng khiến cho tương lai trở nên hỗn loạn. Vì vậy, tương lai là thứ không thể suy nghĩ hay ghi nhớ. Hẳn là ai cũng thắc mắc, trước Big Bang là gì? Bên ngoài vũ trụ có gì? Theo cách giải thích của khoa học, tất cả mọi hiện tượng xảy ra đều để lại những hậu quả hoặc lại là nguyên nhân dẫn đến một sự kiện khác. Điều này được gọi là quy luật nhân quả. Tuy nhiên, những quan sát thực nghiệm và mọi suy luận về lịch sử của vũ trụ đều không cho thấy bất kỳ dấu vết nào từ những sự kiện xảy ra trước Big Bang. Bên ngoài vũ trụ, thời gian không tồn tại. Vụ nổ lớn là dấu mốc đầu tiên khai sinh ra mọi thứ. Vì vậy, những sự kiện trước đó cơ bản là không tồn tại hoặc tồn tại trong một hệ quy chiếu hoàn toàn khác, nơi mà khái niệm về thời gian, nhân quả, quá khứ, tương lai đều là vô nghĩa. Bên ngoài vũ trụ là môi trường dành cho đa vũ trụ. Điều này có thể đúng, có thể không. Nhưng rất có thể vũ trụ của chúng ta cũng là một trong những vũ trụ rất bình thường và nhỏ bé, nằm trong không gian liền vũ trụ. Có khi nào trong không gian đó
tồn tại các phản vũ trụ hay không? Chúng ta có vật chất, phản vật chất, năng lượng có âm và dương, hay cả năng lượng tối, vân vân. Vì vậy, phản vũ trụ hoàn toàn có thể tồn tại và hy vọng nó sẽ không tương tác với vũ trụ của chúng ta.